Đức Thánh Cha gặp các tham dự viên Tổng tu nghị dòng nữ Salesian Vatican vào hôm 22 tháng 10 trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên Tổng tu nghị thứ 24 của dòng Con Đức Mẹ phù hộ dòng nữ Salesian với chủ đề Các cộng đồng tạo ra sự sống ở trung tâm thế giới đương đại. Đức Thánh Cha khuyến khích họ theo gương Đức Mẹ, lắng nghe nhu cầu của những người khốn khổ và tiếp tục phục vụ người trẻ và người nghèo. Đức Thánh Cha đã đến thăm trụ sở tổng quyền của dòng Con Đức Mẹ phù hộ khi dòng kết thúc tổng tu nghị. Sau khi chào mừng bề trên tổng quyền mới được bầu chọn, mẹ Chiara Cassuola và ban cố vấn, cũng như cảm ơn bề trên và ban cố vấn mới kết thúc nhiệm kỳ, Đức Thánh Cha yêu cầu họ, một mặt ghi nhớ bối cảnh xã hội đa văn hóa được đánh dấu bằng những căng thẳng và thách thức sâu sắc như đại dịch COVID-19, và mặt khác lắng nghe lời Chúa, đặc biệt trong thời kỳ mong manh và bất trắc này, với những hình thức nghèo đói mà khủng hoảng đã sản sinh và nhân lên. Đức Thánh Cha nói đến một khía cạnh trong chủ đề của Tổng tu nghị, nhu cầu phát triển các cộng đồng đan xen với các mối quan hệ liên thế hệ, liên văn hóa, huynh đệ và thân ái. Ngài kêu gọi họ rút ra từ tinh thần gia đình, đặc trưng của cộng đoàn các nữ tu Salesian đầu tiên tại Morneze, và là điều đã giúp nắm bắt sự đa dạng, một cơ hội để thực hành sự chào đón và lắng nghe, coi trọng sự khác biệt như một sự phong phú. Ngài cũng khuyến khích các nữ tu Salesian tiếp tục dấn thân làm việc cho mối quan hệ với các hội dòng khác, tìm cách sống các mối quan hệ hỗ tương và đồng trách nhiệm. Ngài nói thêm rằng, đối với họ, đây là một cách cụ thể để sống tín hiệp hành, thông qua việc vâng theo Chúa Thánh Thần, cởi mở với sự mới mẻ và những điều ngạc nhiên của người. Đức Thánh Cha nói tiếp, cũng chính sự cởi mở này cho phép chị em kiên trì trong cam kết trở thành những cộng đoàn chung sức phục vụ người trẻ và người nghèo. Ngài thúc giục họ với tư cách là những cộng đoàn truyền giáo sẵn sàng loan báo tin mừng cho các vùng ngoại vi với lòng nhiệt thành của những thành viên đầu tiên trong hội dòng của họ. Đức Thánh Cha tiếp tục khuyến khích họ làm việc với những người trẻ, bất chấp những khó khăn cho việc đồng hành với trẻ em và thanh thiếu niên, và nói thêm rằng chính vì lý do này mà Ngài muốn thượng hội đồng dành cho người trẻ và với người trẻ, với kết quả là công huấn Christus Vivit. Ngài nói, tôi biết chị em đang sử dụng nó, tôi khuyến khích chị em tiếp tục làm như vậy. Tôi chắc chắn rằng, ở đó, chị em có thể tìm thấy nhiều ý tưởng khác nhau, hài hòa với đặc sủng và sư vụ giáo dục của chị em. Le Argentine? Sì.